Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày hôm nay, đội xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh đã làm lễ xuất quân tham dự VTV Cup 2020 trong không khí phấn khởi và hào hứng sau khi Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm được nhà tài trợ mới đồng hành cùng đội. VTV Cup 2020 sẽ là giải đấu đầu tiên đội xe đạp Thành phố Hồ Chí Minh mang tên nhà tài trợ Vinama. Công ty truyền thông này sẽ đồng hành cùng cả hai đội xe đạp nam và nữ Thành phố Hồ Chí Minh ít nhất trong 3 năm tới. Đây là nguồn động viên tinh thần kịp thời cho các cô rơ Thành phố Hồ Chí Minh sau quãng thời gian gặp khó về nguồn kinh phí bởi nhà tài trợ rút lui vì nhiều lý do. Bên cạnh đó, đội sẽ có thêm kinh phí để tăng cường dinh dưỡng cho vận động viên, bảo dưỡng và duy tu các trang thiết bị chuyên dụng của bộ môn. Ngày mai các vận động viên xe đạp nam và nữ Thành phố Hồ Chí Minh xuất quân tham dự giải xe đạp đường trường và địa hình vô địch quốc gia tại Hòa Bình. Sau đó, đội xe đạp nam Thành phố Hồ Chí Minh Vinama tiếp tục tham dự giải đua xe đạp VTV Cup khởi tranh vào ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội.